Chào các bạn đến với kênh Đạo Tin Lành để lắng nghe sứ điệp của Chúa qua các bài giảng của các mục sư, các bài thánh ca, các bài làm chứng nói về Chúa yêu nhân loại. Dạ, xin thân ái chào toàn thể quý anh bà chị em. Chúng ta vừa mới trải qua một tuần lễ đầy những hỗn loạn ở trên thế giới. Ngày 12 tháng 5 vừa rồi thì ở tại Trung Đông đã xảy ra một cái cuộc xung đột quân sự giữa Israel và phong trào Hồi giáo Hamas. Và có một cái sự xung đột rất lớn giữa Israel và khối Hồi giáo, mà trong đó Hamas là đại diện cho khối Hồi giáo đó. Bây giờ thế giới đang rất là căng thẳng, vừa dịch bệnh mà lại vừa có chiến tranh tại Israel. Rồi trong tuần vừa qua thì đại dịch Covid-19 cũng lây lan rất là mạnh cho thế giới. Nhất là Ấn Độ đã có 23.700.000 người đã nhiễm Covid và có khoảng 343.000 người đã bị nhiễm trong vòng một ngày đó, thưa quý mời chị em. Tỷ lệ đó là hơn 20% bị mắc dịch ở trong dân số, tức là trong khoảng 10 người thì đã có khoảng 2 người bị lây. Và cả dân số Ấn Độ như vậy bây giờ đang rất là hoang mang bởi vì cớ dịch bệnh. Trong một ngày thôi họ đã có hơn 343.000 người bị nhiễm Covid như vậy. Nhưng mà cái số lượng này vẫn chưa tính cả những người ở dưới quê hoặc là ở nông thôn. Bởi vì những người ở nông thôn có những người họ cũng bị lây, nhưng mà họ không đi khám bác sĩ hoặc là họ không đi báo. Bởi vì có thể trong nhà của họ có một người bị mắc dịch Covid và họ biết chắc rằng là họ đã bị dịch rồi, cho nên họ không đi khám cũng như là không đi báo luôn. Bởi vì nếu mà đi khám cho một người ở tại Ấn Độ đó thì họ sẽ phải tốn khoảng 300.000 tiền xét nghiệm. Cho nên là có những người họ thấy mình bị mắc dịch rồi thôi không đi báo luôn. Và cái số lượng đó rất là nhiều, thưa quý mời chị em. Đây là những cái thông tin mà có thể quý vị nghe quý vị sẽ cảm thấy rất là đau lòng. Nhưng thưa quý mời chị em, càng gần đến ngày mà Chúa Jesus Christ ngài tái lâm thì thế giới của chúng ta sẽ trải qua rất là nhiều cái sự đau đớn, giống như là cái sự thai nghén của một người phụ nữ gần sinh vậy đó quý vị. Nó sẽ có những cái cơn quặn thắt cho đến ngày mà Chúa Jesus Christ ngài tái lâm thì sẽ cái sự quặn thắt đó nó sẽ càng ngày càng gia tăng. Nhưng mà lời của Chúa thì nói với chúng ta rằng là chúng ta hãy bình an ở trong Chúa, bởi vì Chúa ngài luôn ở cùng với chúng ta luôn cho đến tận thế. Cho dù hoạn nạn khó khăn, cho dù có nhiều cái sự kiện nó xảy ra xung quanh của chúng ta làm cho con người xung quanh chúng ta bị rối trí, nhưng mà Chúa cái khích lệ chúng ta rằng là chớ hề rối trí, chớ hề sợ hãi, nhưng hãy bình an. Nếu các ngươi đã tin Đức Chúa Trời cũng hãy tin ta nữa. Ta đi và sắm sẵn cho ngươi một chỗ, ta sẽ trở lại để đem các ngươi đi với ta. Hầu cho ta ở đâu thì các ngươi cũng sẽ ở đó. Là có cái Chúa, chúng ta có được một lời hứa rằng Chúa ngài sẽ tái lâm và ngài sẽ tiếp rước chúng ta là thánh của ngài về thiên đàng, và tại đó sẽ không còn có khổ sở hoặc là buồn đau nữa. Amen. Ở trong Giăng đoạn 14 câu thứ 27, Chúa Giêsu ngài nói rằng là ta để sự bình an lại cho các ngươi, ta ban sự bình an ta cho các ngươi, ta cho các ngươi sự bình an chẳng phải như thế gian cho, lòng các ngươi chớ bối rối và đừng sợ hãi. Vậy thì cái sự bình an Shalom của Chúa ở đây đó là một sự bình an không giống như thế gian cho. Và tôi thấy cái chữ bình an ở trong tiếng Hy Lạp ở đây á, dùng cái từ đó là Shalom. Sự bình an Shalom của Chúa đó là một cái từ, nó không phải chỉ là bình an vô sự bình thường như chúng ta nghĩ đâu, nhưng mà cái sự bình an Shalom này đó là một cái phước hạnh trọn vẹn, đó là nó luôn cả phần hồn và phần xác của chúng ta. Nó không liên quan gì đến tài chánh hoặc là cái bóp tiền của chúng ta cả, nhưng mà sự bình an của Chúa đó là sự bình an vượt trên tất cả mọi hoàn cảnh, vượt trên tất cả mọi nan đề mà chúng ta đối diện. Sự bình an của Chúa sẽ gìn giữ lòng bỉ tử của chúng ta một cách bình yên ở trong Đức Chúa Jesus Christ. Cho dù có thể chúng ta nhìn thấy trước mắt đó là dịch bệnh, nhìn thấy trước mắt đó là xung đột, chiến tranh, rồi có nhiều cái sự đói kém xảy ra xung quanh chúng ta, hoặc là ngay cả khi chúng ta đang ở trong hoàn cảnh nghịch cảnh, nhưng mà nếu chúng ta được có sự hiện diện của Chúa cùng với chúng ta thì sự bình an của Chúa sẽ đầy dẫy ở trong tấm lòng của chúng ta. Và trong Thi Thiên là thứ 119 câu 165, lời của Chúa nói rằng là phàm kẻ nào yêu mến luật pháp Chúa được bình yên lớn, chẳng có sự gì gây cho họ sa ngã. Chúa nói rằng là ai yêu mến lời của Chúa, luật pháp của Chúa, người đó sẽ được bình yên lớn. Tôi rất thích ba từ bình yên lớn ở đây, thưa quý mài chị em.
Đó là một sự bình an rất là lớn lao mà không ai trên thế gian này có thể mua nổi bằng tiền của họ. Chỉ có thể có được khi chúng ta có lời của Chúa mà thôi, quý bà anh chị em. Lời của Chúa là lời quyền năng, lời của Chúa là lời sống. Nó không phải là lời của con người, nhưng mà đó là lời của Đức Chúa Trời, là đấng tạo hóa. Khi chúng ta có lời của Chúa thì lời của Chúa sẽ giữ tấm lòng của chúng ta ở trong sự bình an trọn vẹn của Ngài. Và chẳng có điều gì có thể làm chúng ta bị sa ngã. Tôi tin rằng cái từ sa ngã ở đây không nói về cái thể xác của chúng ta mà thôi, nhưng mà đang nói về cái sự nao sờn ở trong tâm trí của chúng ta. Đôi khi chúng ta thấy rất là nản khi mà nhìn vào trong cái thế giới ngày hôm nay, hoặc là nhìn vào công việc của mình. Trước khi dịch bùng phát, mình là một người ăn nên làm ra, tiền bạc vào như nước. Bây giờ dịch bùng phát, mình hết tiền và mình cảm thấy sờn lòng. Nhưng mà thưa quý mài cho em, lời của Chúa nói rằng là chúng ta hãy trở lại với lời của Chúa. Hãy đến với Chúa và chúng ta tiếp nhận sự bình an lớn của Ngài. Bởi vì chỉ có lời của Chúa mới gìn giữ chúng ta một cách trọn vẹn, từ trong linh hồn cho đến thể xác của chúng ta mà thôi quý mài cho em. Tiền bạc nó có thể nó giúp cho chúng ta có được cái sự bình an tạm thời ở trong thuộc thể mà thôi. Nhưng mà cái điều gì sẽ bảo đảm cho linh hồn của chúng ta cho đến đời đời thưa quý mài cho em? Chỉ có lời của Chúa mới gìn giữ chúng ta cho đến đời đời mà thôi. Người ta có thể bỏ tiền hàng tỷ ra để mà mua những cái gói bảo hiểm để cho họ được bảo đảm ở trong cuộc sống của họ ngay trên đất này trong vòng 100 năm. Nhưng quý bà chị em ơi, ai sẽ là người có thể mua được bảo hiểm linh hồn của mình để người đó có thể bình an và tin rằng là mình sẽ được Chúa Ngài tiếp vào thiên đàng sau khi chết? Không ai cả, đúng không? Không có tiền nào có thể mua nổi được linh hồn của chúng ta để có thể vào trong thiên đàng một cách bảo đảm 100% cả. Duy chỉ có mình Chúa Giêsu Christ là đấng bảo đảm cho linh hồn của chúng ta mà thôi. Và lời của Chúa Giêsu cũng chính là Ngài sẽ bảo đảm cho đời sống của chúng ta một cách bình an vô sự. Ở trong Thi Thiên thứ 119 câu thứ 92, Chúa nói rằng là nếu luật pháp Chúa không làm sự tôi ưa thích, ác tôi đã bị diệt vong trong cơn hoạn nạn. Vậy thì chúng ta càng yêu mến luật pháp của Chúa thì chúng ta sẽ được bảo tồn và không bị diệt vong ở trong cơn hoạn nạn. Thế giới xung quanh chúng ta càng bất ổn thì chúng ta hãy càng chạy gần đến với lời của Chúa để được sự bình an trọn vẹn trong ơn của Chúa. Buổi sáng nay tôi chia sẻ về một cái sứ điệp, đó là Đức Chúa Trời Ngài còn làm phép lạ hay không? Và nếu mà Đức Chúa Trời Ngài còn làm phép lạ thì tại sao mà Ngài không chữa lành cho những người bị mắc dịch Covid? Và nếu mà Đức Chúa Trời Ngài không còn làm phép lạ thì lý do tại sao mà Chúa lại thay đổi và Chúa không còn làm phép lạ nữa? Thưa quý bà chị em, một trong những cái câu kinh thánh mà tôi rất là thích ở trong kinh thánh liên quan đến Đức Chúa Trời và bổn tánh tốt lành của Ngài, đó là ở trong Thi Thiên là thứ 77 câu 14. Chúa là Đức Chúa Trời hay làm phép lạ, đã tỏ cho biết quyền năng Chúa giữa các dân. Đây là một câu kinh thánh nói về bổn tánh tốt lành của Chúa. Ngài là đấng hay làm phép lạ. Không phải là lâu lâu Chúa Ngài mới làm phép lạ, nhưng mà Chúa Ngài chép ở trong lời của Ngài rằng là Chúa là Đức Chúa Trời hay làm phép lạ. Thưa quý mời chị em, vậy thì Chúa Ngài nếu là đấng hay làm phép lạ như vậy thì Ngài không hề tiết kiệm quyền năng của Ngài để bày tỏ sự chữa lành và giải cứu cho dân sự của Ngài, cho tất cả những ai chạy đến với Chúa. Rồi chúng ta trở lại với câu hỏi, đó là Đức Chúa Trời ngày hôm nay Ngài vẫn còn tiếp tục làm phép lạ chữa lành hay không? Thì câu trả lời mà tôi tìm thấy ở trong Kinh Thánh được chép ở trong sách Hebrew đoạn 13 câu thứ 8 rằng Đức Chúa Giêsu Christ hôm qua, ngày nay và cho đến đời đời không hề thay đổi. Đức Chúa Giêsu Christ hôm qua, ngày nay cho đến đời đời không hề thay đổi, tức là trong quá khứ, hiện tại và tương lai Ngài không bao giờ thay đổi. Ngài không thay đổi trong bổn tánh và trong công việc của Ngài. Thưa quý mài chị em, nếu trong hôm qua Chúa Giêsu Ngài đã từng làm phép lạ chữa lành, Ngài đã từng đuổi quỷ, Ngài đã từng làm phép lạ để chúc phước cho con người chúng ta trên đất này, thì ngày hôm nay Ngài vẫn sẽ tiếp tục làm phép lạ đó. Và
cho đến đời đời Ngài cũng sẽ làm phép lạ chữa lành cho chúng ta. Có một số quan điểm cho rằng là khi mà các sứ đồ đầu tiên và cũng như là các tín hữu trong hội thánh đầu tiên được chép ở trong sách Công vụ của sứ đồ, những người đó qua đời về với Chúa hết thì Chúa cũng cất đi luôn tất cả những quyền năng và phép lạ chữa lành về thiên đàng hết. Và sau thời kỳ hội thánh đầu tiên thì không còn có một con cái Chúa nào trên thế giới này có ơn để làm phép lạ hoặc là chữa lành nữa. Tôi đã vô tình đọc được cái tài liệu này ở trên internet, và tài liệu này rất là nhiều con cái Chúa đã đọc đến. Và tôi thấy thật sự để chúng ta có thể tin được vào trong một cái quan điểm lập luận thần học nào đó thì chúng ta phải xem lập luận thần học đó có đúng với Kinh Thánh hay không. Bởi vì tôi vẫn tin rằng là Kinh Thánh của chúng ta là lời được hà hơi của Đức Chúa Trời. Kinh Thánh không bao giờ thay đổi, thưa quý mài chèm. Có một số người nói rằng là Kinh Thánh chỉ là quyển sách lịch sử thôi, tức là đọc từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền là hết. Đức Chúa Trời đã làm phép lạ trong lịch sử thôi, còn trong hiện tại này thì Chúa Ngài giao quyền năng chữa lành cho bác sĩ và cho bệnh viện rồi. Ai có bệnh gì đó cứ vào bệnh viện, cứ đến gặp bác sĩ. Tôi đọc từ Cựu Ước cho đến Tân Ước, tôi thấy rằng Đức Chúa Trời của chúng ta Ngài thường hay hành động tại những nơi nào mà con cái của Ngài có đức tin nơi danh của Chúa. Và Chúa Giêsu Ngài chính là hiện thân cho Đức Chúa Trời, là đấng toàn năng. Ngài đã từng giảng dạy, Ngài đã từng đuổi quỷ và chữa lành. Thì ngày hôm nay Ngài vẫn sẽ tiếp tục làm những việc đó qua chúng ta là hội thánh của Ngài trên đất này. Chúng ta là những cánh tay nối dài của Chúa đến với cộng đồng hư mất chung quanh chúng ta. Thưa quý mài chị em, khi Đức Chúa Trời Ngài đã chỉ định chúng ta là hội thánh của Ngài trên đất này, là đại diện của Chúa, thì chắc chắn Chúa Ngài cũng sẽ ban cho chúng ta những cái thẩm quyền cũng như là những phước hạnh ở trong danh của Ngài để chúng ta có thể sử dụng, và chúng ta sẽ phục vụ Chúa một cách hiệu quả trên đất này. Ở trong Matthew đoạn 28, Chúa nói rằng là hết cả quyền phép trên trời và dưới đất đã được giao cho ta. Vậy hãy đi dạy dỗ cho muôn dân, hãy nhân danh Đức Cha, Đức Con và Đức Thánh Linh mà làm phép tem cho họ và dạy họ giữ hết tất cả mọi điều mà ta đã truyền cho ngươi. Và này, ta thường ở cùng với các ngươi luôn cho đến tận thế. Như vậy thì chúng ta thấy rằng là Chúa Giêsu Ngài nói rằng là tất cả mọi quyền phép trên trời dưới đất đã được giao cho Chúa rồi. Và Chúa Ngài sai chúng ta đi, và Chúa ở cùng với chúng ta luôn cho đến tận thế. Như vậy trong cái lời mà Chúa Giêsu nói như vậy, chúng ta phải hiểu rằng là Chúa Ngài cũng giao cái uy quyền đó cho chúng ta là hội thánh của Ngài, đúng không ạ? Và Chúa Ngài cũng có nói với chúng ta rằng là các cửa âm phủ không thắng được hội thánh của Ngài. Tức là chúng ta là một đội bóng vô địch, không có một cửa âm phủ nào, không có một con quỷ nào, không có một cái nan đề nào có thể làm chúng ta bị thất bại cả. Và chúng ta sẽ là những người có thể ảnh hưởng được trên vương quốc của sự tối tăm khi chúng ta nhận biết uy quyền của chúng ta có trong Chúa Jesus Christ và chúng ta thi hành mạng lệnh của Chúa. Ở trong Gia Cơ đoạn 1 câu 17, lời của sứ đồ Gia Cơ nói rằng là mọi điện tốt lành cùng sự ban cho trọn vẹn đều đến từ nơi cao và bởi Cha sáng láng mà xuống. Trong Ngài chẳng có một sự thay đổi, cũng chẳng có bóng của sự biến cải nào. Vậy thì Kinh Thánh khẳng định với chúng ta rằng là trong Ngài chẳng có một sự thay đổi. Chúa của quá khứ với Chúa của hiện tại và Chúa trong tương lai, Ngài không thay đổi. Nếu mà Chúa thay đổi thì có lẽ con người của chúng ta đã bị diệt vong rồi. Nhưng cảm ơn Chúa, Chúa Ngài vẫn thành tín trong mọi lời hứa của Ngài và Ngài không thay đổi, cũng chẳng có bóng của sự biến cải nào. Và trong Giêsu Ký đoạn 23 câu 19, lời của Chúa cũng nói rằng là Đức Chúa Trời chẳng phải là người để nói dối, cũng chẳng phải là con loài người đặng hối cải. Điều Ngài đã nói, Ngài há sẽ chẳng làm ư. Điều Ngài đã phán, Ngài há sẽ chẳng làm ứng nghiệm sao? Vậy thì Kinh Thánh khẳng định với chúng ta rằng là những lời mà Chúa Ngài đã phán, những lời đã chép ở trong Kinh Thánh đều là những lời thành tín và sẽ được ứng nghiệm. Không bao giờ Chúa Ngài nói rằng là Ngài chữa lành cho chúng ta nhưng mà Ngài là nói dối. Con người có thể nói dối, con người có thể hứa thật nhiều mà thất hứa cũng thật nhiều. Nhưng mà Đức Chúa Trời của chúng ta, Ngài hứa thì Ngài sẽ làm. Ngài hứa với chúng ta rằng là hễ ai tin nơi Ngài thì người đó sẽ không bị hổ thẹn. Và trong Phi-rơ thứ nhất đoạn 2 câu 24, lời của Chúa cũng nói rằng là Ngài gánh tội lỗi chúng ta trong thân thể Ngài trên cây gỗ, hầu cho chúng ta là kẻ đã chết về tội lỗi được sống cho sự công bình, lại nhân những lằn đòn của Ngài mà anh em đã được lành bệnh.
Rất nhiều người đã chia cái câu thánh này ra làm hai phần. Cái phần đầu á, họ rất là tin. Họ tin rằng là Chúa đã gánh tội lỗi của tôi trong thân thể của Ngài trên cây gỗ. Vậy thì tôi tin Chúa, tôi được Chúa Ngài tha tội cho tôi. Họ tin xác quyết 100%. Nhưng mà khi mà đọc đến cái phần là lại nhân những lần đòn của Ngài mà anh em đã được lành bệnh, thì họ nói rằng là cái chỗ này phải xem lại. Và họ không dám tin rằng là Chúa Ngài có thể chữa lành được cho bệnh tật của họ một cách trọn vẹn. Có những cái quan điểm sai lầm nói rằng là bệnh tật đến từ Chúa, và tôi phải bị bệnh để Chúa Ngài được vinh hiển. Tôi phải chết vì bệnh này thì tôi mới thật sự là cái người trung thành với Chúa. Quý bà chị em ơi, trong Kinh Thánh không hề có một cái câu Kinh Thánh nào hỗ trợ với chúng ta về điều đó. Nếu mà bệnh tật đến từ Đức Chúa Trời và chúng ta bị bệnh là để Chúa được vinh hiển đó quý bà chị em, thì chính Chúa Giêsu Christ đang làm nhục Đức Chúa Trời của mình. Bởi vì Chúa Giêsu đã chữa lành cho rất là nhiều người. Kinh Thánh nói rằng là những ai đến với Chúa Giêsu, Ngài đều chữa lành cho tất cả mọi người. Hết thảy mọi người đều được Chúa chữa lành hết. Cả 5.000 người đi theo Chúa ăn bánh ê hề và no nê như vậy, Chúa không để cho bất cứ một người nào bị bệnh tật cả. Tất cả mọi người đều được khỏe mạnh. Có người nói rằng là ô, nếu mà Chúa hay như vậy, Chúa quyền năng, Chúa chữa lành như vậy đó, tại sao mà Ngài không chữa lành hết cho tất cả những người ở trong bệnh viện đi? Đó, Covid như vậy đó, sao Chúa không chữa lành cho người ta đi? Nếu mà Chúa Ngài khiến cho người ta từ cái chết sống lại đó, được như vậy đó, thì Chúa Ngài ngon ra nghĩa trang đó, khiến cho tất cả những người chết được sống lại đi. Nhưng mà tôi đọc Kinh Thánh và tôi phát hiện ra một điều rằng là tất cả những ai đến với Chúa, những người đó mới được chữa lành. Chúa không có đi chữa lành dạo quý mà chị em. Chúa không ép ai để mà được chữa lành hết. Nhưng mà tất cả những ai chạy đến với Chúa, lạy Chúa, con tin và con xin tiếp nhận sự lành của Chúa, người đó sẽ được chữa lành. Nếu con người của chúng ta nhận biết rằng là mình cần có Chúa chữa lành, họ chạy đến với Chúa, chắc chắn Chúa sẽ chữa lành cho họ. Có trường hợp nọ, Chúa Ngài đi đến ao Bê-tách-đa. Trung quanh ao có rất là nhiều người bệnh tật, bại sụi, đuôi què, cùi hủi nằm đây ở chung quanh ao đó, và họ chờ rằng là sẽ có một thiên sứ giáng xuống và nước động nó, ai mà nhảy xuống trước thì người đó sẽ được lành. Nhưng mà Chúa Giêsu Ngài đến với cái người đang bị bại nằm ở bên cạnh cái ao đó, và Chúa hỏi rằng là bây giờ con muốn ta làm gì cho con? Cái người này nói rằng là ô lạy Chúa, con nằm ở đây lâu rồi mà không có ai quăng con xuống hết, người ta đều nhảy xuống trước con hết rồi. Và Chúa Giêsu nói rằng là ngươi muốn được lành không? Và người này nói rằng là lạy Chúa, con tin và con muốn. Và Chúa Ngài nói rằng là hãy đứng dậy, vác giường ngươi và đi. Và người này được Chúa chữa lành. Trong hàng trăm hàng ngàn người nằm chờ ở ao Bê-tách-đa vậy đó quý bà chị em, Chúa Ngài không chữa lành cho hết tất cả những người đó, nhưng mà Chúa chỉ tìm đến đúng một người bị bại như vậy, và Chúa Ngài chữa lành cho người đó. Như vậy thì cái trường hợp mà hy hữu á, tức là Chúa Ngài chủ động, Chúa đến thương xót và chữa lành cho ai đó đó, thì đó chỉ là một trong một phần ngàn thôi quý bà chị em. Nhưng mà đa phần 100% những ai chạy đến với Chúa đều được Chúa Ngài thương xót và chữa lành hết. Cho nên chúng ta có thể trả lời một cách khôn ngoan cho những người họ hỏi chúng ta rằng là ổ Chúa của anh chị em quyền năng, vậy Chúa của anh chị em chữa lành cho Covid đi. Quý bà chị em ơi, nếu quý vị bị Covid và quý vị chạy đến với Chúa, Chúa chắc chắn sẽ chữa lành cho quý vị. Tôi đã từng cầu nguyện từ xa cho một gia đình ở tại châu Âu. Và gia đình người Việt này có 6 người, ông bà, rồi cha mẹ cùng với 2 đứa con nữa. Sống như thế nào đó không biết, ai bị nhiễm đầu tiên không biết. Nhưng mà phát hiện ra rằng là 6 người đều bị Covid hết. Họ hoảng sợ quá, họ liên hệ với em gái tôi bên đó, và chúng tôi đã liên hệ được với gia đình này và cầu nguyện từ xa. Cảm ơn Chúa rằng là bây giờ họ vẫn khỏe mạnh và họ không bị ảnh hưởng gì bởi dịch Covid cả. Họ nói rằng là tôi đã khỏe hơn nhiều sau khi được phục vụ và được cầu nguyện từ xa. Thưa quý mài cho em, tôi có thể bảo đảm bằng lời của Chúa và danh của Chúa Jesus Christ rằng là Đức Chúa Jesus Christ hôm qua, hôm nay cho đến đời đời Ngài không bao giờ thay đổi. Chúa Giêsu vẫn sẽ tiếp tục ở cùng và Ngài sẽ bảo vệ, chữa lành cho anh chị em khỏi tất cả những dịch lệ độc hại. Rồi cũng có một số quan điểm cho rằng là nếu mà chúng ta chỉ chăm vào trong sự cầu nguyện chữa lành đó,
thì chúng ta sẽ trở thành cái người chạy theo phép lạ. À, quý vị có nghe cái điều này chưa? Đó là họ nói rằng là ô, mấy cái người ngủ tuần này là lúc nào cũng chạy theo phép lạ hết á. Không, mà đừng có chạy theo phép lạ. Mình cứ tìm kiếm Đức Chúa Trời là đấng hay làm phép lạ đó. Amen, tôi đồng ý với cái quan điểm này. Nhưng mà quý bà chị em ơi, có một cái lẽ thật mà Kinh Thánh nói với chúng ta rằng là khi chúng ta đi phục vụ Chúa thì Chúa Ngài sẽ lấy những dấu kỳ phép lạ cặp theo lời giảng của chúng ta mà làm cho vững đạo. Chúng ta không phải chạy theo phép lạ, nhưng mà phép lạ sẽ chạy theo chúng ta. Nếu chúng ta cứ lấy lòng ngay thẳng, giảng dạy lời của lẽ thật, thì chắc chắn chúng ta sẽ thấy được phép lạ của Chúa, quyền năng chữa lành của Chúa sẽ xảy ra. Cảm ơn Chúa. Hồi nãy chúng ta nghe được lời làm chứng của cô Ánh rằng Chúa Ngài đã chữa lành cho mắt của cô để cô có thể thấy đường và đọc Kinh Thánh trở lại. Chúng ta thấy rằng là đó là một trong những cái điều rất là tuyệt vời mà Chúa Ngài vẫn đang tiếp tục làm ở trong hội thánh của Ngài. Và ai tin cậy Chúa, người đó sẽ không bao giờ bị hổ thẹn cả. Nếu quý bà chị em đang gặp vấn đề về sức khỏe, tôi khích lệ quý bà chị em hãy dạn dĩ chạy đến với Chúa, cầu xin Chúa Ngài ban ơn chữa lành cho cơ thể của chúng ta. Dù là bệnh nhẹ hay là bệnh nặng, dù là bệnh sốt cảm sổ mũi, cho đến mà bệnh mà nan y, bác sĩ chê, bác sĩ bỏ rồi, quý vị ơi, đừng để cho đến khi mình bệnh nặng mới chạy đến với Chúa, nhưng mà hãy luôn nhờ cậy Chúa trong tất cả mọi sự. Dạ, cảm ơn Chúa. Rồi có một thắc mắc khác nữa, đó là tôi vẫn còn đang bị bệnh thì làm sao tôi có thể cầu nguyện cho người có bệnh khác? Quý ông bà chị em là những người phục vụ Chúa, chúng ta thấy rằng là đôi khi chúng ta không trọn vẹn, đôi khi chúng ta cũng gặp những nan đề, cũng gặp những cái rắc rối mà có thể là liên quan đến sức khỏe của chúng ta. Nhưng mà nếu quý vị chờ cho nan đề đó nó qua đi, quý vị mới đi phục vụ Chúa, thì tôi xin thưa quý vị rằng là nan đề nó sẽ càng chồng chất nan đề. Có một số người nói rằng là thôi mục sư ơi, tôi chừng nào mà tôi nhà lầu xe hơi rồi đó, rồi tôi có quan của để rồi, tôi giàu có, mọi sự viên mãn hết rồi đó, tôi sẽ phục vụ Chúa. Bởi vì lúc đó tôi nói một cái là người ta sẽ tin hết. Quý mài cho em ơi, đợi đến cái lúc mà chúng ta được viên mãn như vậy rồi đó, lâu lắm. Nhưng mà Kinh Thánh nói rằng là khi mà Chúa Ngài đổ Thánh Linh của Ngài xuống trên dân sự, trên các môn đồ của Ngài, thì họ đi ra khắp mọi nơi, đúng không ạ? Họ giảng tin lành của Chúa và những dấu kỳ phép lạ, quyền năng của Chúa được bày tỏ ra. Có những nan đề Chúa cho phép nó xảy ra là để cho chúng ta được ở trong cái sự khiêm nhường, ở trong cái sự hạ mình, rằng mình không phải là cái người chữa lành, nhưng mà chúng ta là những người mang sự hiện diện của đấng chữa lành bên trong chúng ta, và Chúa Ngài là đấng chữa lành xuyên qua chúng ta. Thưa quý bà chị em, có những khi tôi cảm thấy không khỏe trong cơ thể của tôi vẫn giảng lời Chúa, và có những anh chị em đến và nhờ tôi cầu nguyện, tôi vẫn cầu nguyện cho quý bà chị em, và cảm ơn Chúa rằng là trong số ấy có những người được Chúa chữa lành. Và sau khi mà tôi biết như vậy, tôi thấy rằng là tôi không nên nhìn vào trong cái nan đề của mình, nhưng mà cứ nhìn xem Chúa là đấng đã kêu gọi mình. Thưa quý bà chị em, khi chúng ta lo về Chúa, Chúa sẽ lo việc của chúng ta. Có những khi tôi bị mệt quá, và có khi tôi bị cảm sốt. Trong những cái năm mà đầu mà tôi theo Chúa, phục vụ Chúa đó, có những khi tôi đi nguyên một ngày từ sáng đến tối, tôi về là tôi bết. Qua hôm sau là tôi ngã bệnh. Tôi nhờ vợ tôi nằm bên cạnh tôi, em đặt tay cầu nguyện cho anh với, anh mệt quá. Vợ tôi nói, ủa anh thường hay cầu nguyện cho người khác, bây giờ em có bao giờ em cầu nguyện cho ai đâu, em đâu có quen đâu. Nhưng mà tôi nói với vợ tôi rằng là không, em chính là một phần trong chi thể của anh. Chúng ta là hỗ trợ cho nhau. Và tôi khích lệ vợ tôi, hãy đặt tay cầu nguyện ngay chỗ này, anh mệt chỗ này, em đặt tay đi, cầu nguyện đi. Vợ tôi cố ráng cầu nguyện. Cảm ơn Chúa, sau cái lời cầu nguyện đó của vợ tôi cảm thấy khỏe hơn. Qua làm sao hết bệnh. Không phải chỉ một lần mà là hơn hai lần. Thưa quý bà chị em, tôi sẽ đó để cho quý vị thấy rằng là đôi khi chúng ta cần có nhau để cho chúng ta luôn ở trong sự khiêm nhường, trong sự hạ mình phục vụ Chúa. Nếu quý vị có bệnh, quý vị hãy nhờ người thân trong gia đình quý vị là những người
có đồng đức tin như quý vị đó, cầu nguyện cho quý vị. Đừng có ngại, đừng có xấu hổ quý ông bà chị em. Cũng có một số quan điểm cho rằng là tôi không có ơn để cầu nguyện chữa bệnh cho người khác, vậy thì tôi sẽ không cầu nguyện cho bất cứ một cái người bệnh nào nhờ tôi cầu nguyện. Chỉ có sứ đồ, chỉ có tiên tri, chỉ có mục sư, giáo sư, những người mà được Chúa sức dầu, đặc biệt ở trong chức vụ đó, thì những người đó mới có ơn chữa lành thôi. Còn tôi là tín đồ bình thường, tôi không có một cái đặc quyền ở trong danh của Chúa Jesus Christ để chữa lành. Xin quý vị hãy mở ra cùng với tôi. Xin hãy mở ra cùng với tôi trong sách Mác đoạn thứ 16 từ câu 17 cho đến câu thứ 18. Vậy những cái tin sẽ được các dấu lạ này: lấy danh ta mà trừ quỷ, dùng tiếng mới mà nói, bắt rắn trong tay, nếu uống giống chỉ độc cũng chẳng hại gì, hãy đặt tay cho cái đau, kẻ đau sẽ được lành. Cảm ơn Chúa. Đây là những cái dấu kỳ phép lạ mà Chúa nói là những kẻ tin sẽ được các dấu lạ này. Tôi đọc ở trong tiếng Anh thì ở cái chỗ mà những cái tin này đó, dùng cái từ đó là whoever believe, tức là bất kỳ ai tin sẽ được cái dấu lạ này. Không phải là mục sư, không phải là người phục vụ Chúa chuyên nghiệp lâu năm thì mới được những cái dấu lạ này. Nhưng mà ai có đức tin, người đó sẽ kinh nghiệm được những dấu kỳ phép lạ này. Đặt tay trên kẻ đau sẽ được lành. Ở đây quý mài cho em bao nhiêu người tin nơi Chúa rồi à? Dạ, cảm ơn Chúa 100% quý vị đã tin nơi Chúa đúng không ạ? Vậy thì Kinh Thánh nói rằng là quý vị sẽ được những dấu lạ này. Quý vị sẽ là người đặt tay trên người bệnh và người bệnh sẽ được lành. Dạ, Chúa rất là vui thú quý mài cho em khi quý vị có thể kết quả ở trong việc mà chúng ta vâng lời Chúa. Một lần kia khi mà Chúa Giêsu ngài sai các môn đồ của ngài đi trước những cái thành mà ngài sẽ đi vào đó và ngài giảng, và ngài ban cho họ cái uy quyền để họ có thể cầu nguyện chữa lành và đuổi quỷ, thì khi mà họ đi xong thì họ vui vẻ, họ trở về nói với Chúa rằng: Chúa ơi, vì cớ danh của Chúa mà các quỷ phục chúng tôi. Nhưng mà Chúa nói rằng là đừng có mừng bởi vì các quỷ phục các ngươi, nhưng mà hãy mừng bởi vì tên các ngươi được ghi ở trên thiên đàng. Dạ, cảm ơn Chúa. Đó là cái điều mà chúng ta rất là vui mừng và phước hạnh. Và Chúa càng vui mừng hơn khi chúng ta làm việc của Ngài trong sự vâng lời và cũng như trong sự khiêm nhường. Chúng ta đừng để cho những cái thành tích đó nó làm cho chúng ta nở mũi, nhưng mà hãy nhớ rằng là chúng ta được như vậy là bởi vì cớ chúng ta là con cái của Đức Chúa Trời. Chúng ta là những thành viên, là những công dân của thiên quốc, chứ không phải là chúng ta cứ mãi chúng ta tìm quỷ, chúng ta đuổi, rồi chúng ta quên mất đi cái sự cầu nguyện, quên mất đi sự thờ phượng Chúa là cha của chúng ta. Người đời có một cái câu rất là hay, đó là thắng không kêu mà bại cũng không nản. Xin Chúa giúp cho chúng ta khi chúng ta có thể cầu nguyện chữa lành hoặc là đuổi quỷ rồi, trong danh Đức Chúa Jesus Christ một cách thành công và kết quả rồi, thì chúng ta hạ mình xuống và tôn cao Đức Chúa Trời của chúng ta. Amen. Dạ, cảm ơn Chúa. Như vậy thì trong hội thánh cũng có ân tứ chức vụ và ân tứ thánh linh. Ân tứ chức vụ đó là Chúa ngài ban cho người này làm sứ đồ, người kia làm tiên tri, người khác nữa làm thầy giảng tin lành, người khác nữa làm mục sư và người khác nữa làm giáo sư. Năm ân tứ chức vụ này được Chúa ngài đặt để thiết lập ở trong hội thánh. Nhưng mà riêng về những ân tứ thánh linh được chép ở trong sách Côrintô thứ nhất đoạn thứ 12, ở đây Kinh Thánh nói với chúng ta có những cái ân tứ thánh linh như là đức tin nè, ân tứ chữa tật bệnh nè, ân tứ làm phép lạ nè, ân tứ nói tiên tri nè, ân tứ phân biệt các thần nè, ân tứ nói nhiều thứ tiếng khác nhau nè, ân tứ thông dạy các thứ tiếng ấy. Vậy thì chính ân tứ này đó là sự ban cho của Đức Thánh Linh riêng cho mỗi người. Nhưng mà chúng ta đọc qua câu thứ 28 cho đến câu 30 thì lời của Chúa lại chép rằng là Đức Chúa Trời đã lập trong hội thánh thứ nhất là sứ đồ, thứ nhì là đấng tiên tri, thứ ba là thầy giáo, kế đến là kẻ làm phép lạ, rồi kẻ được ơn chữa bệnh, cứu giúp, cai quản, nói các thứ tiếng. Có phải cả thảy là sứ đồ sao? Cả thảy là tiên tri sao? Cả thảy là thầy giáo sao? Cả thảy đều làm phép lạ sao? Cả thảy đều được ơn chữa bệnh sao? Cả thảy đều nói tiếng lạ sao? Cả thảy đều thông dạy tiếng lạ sao? Có người đọc tới đây thì họ nói rằng là đó, Kinh Thánh nói rằng là cả thảy làm phép lạ sao? Cả thảy được ơn chữa lành bệnh tật sao? Thôi, tôi không có cầu nguyện chữa lành đâu. Chỉ có cái người mục sư đó hoặc là ai đó mới có ơn chữa bệnh thôi.
để cho họ chữa bệnh. Nhưng quý bà chị em ơi, chúng ta phải đọc cái thượng văn ở phía trên đó. Thì câu 28 nói với chúng ta là Đức Chúa Trời đã lập trong hội thánh thứ nhất là thế này, thứ nhì là thế này. Đó là đang nói về những chức vụ đó quý bà chị em, những ân tứ chức vụ. Có những chức vụ chữa lành mà chúng ta thấy rằng là trong chức vụ này bày tỏ ra rất là nhiều cái phép lạ chữa lành. Cái người này có cái ơn chữa lành đặc biệt và rất là bén ở trong cái ơn chữa lành. So với là những chức vụ khác thì cái người mà có cái chức vụ chữa lành đó quý mài cho em, người đó có thể làm những phép lạ chữa lành rất là tuyệt vời và đầy ơn của Chúa. Hầu như là bệnh gì họ cũng chữa lành được hết khi họ được ở trong cái chức vụ chữa lành. Nhưng mà về ơn chữa lành đó quý mài cho em thì Chúa ngài ban cho tất cả mọi người như nhau. Và cái ơn chữa lành, đôi khi Chúa cho chúng ta có cái ơn để chúng ta cầu nguyện cho người què được bước đi. Có khi chúng ta cầu nguyện cho ai đó bị bệnh thấp khớp, bị tế bại, được khỏe mạnh. Và cái đó gọi là cái ơn đối với mài chen. Và cái ơn thì Chúa nói rằng là khi chúng ta vâng lời Chúa, chúng ta rao giảng lời của Chúa, chúng ta đi làm chứng về Chúa Giêsu, ơn đó nó sẽ được kích hoạt và chúng ta sẽ có thể cầu nguyện cho những người có bệnh xung quanh chúng ta. Tôi nhớ có lần kia khi tôi giảng ở trong hội thánh chỗ cô ba. Và tôi giảng xong thì cô tiến lên và cô nói rằng là mục sư ơi, tôi bị tê cái tay mà không biết là lý do gì bị tê. Đã bị nhiều ngày rồi đúng không cô? Và thế là tôi cũng nói rằng là tôi cũng không biết gì về y học hết. Nhưng mà tôi biết có một đấng chữa lành siêu nhiên. Tên của ngài là Giêsu. Bây giờ nếu cô tin, tôi sẽ cầu nguyện cho cô. Cảm ơn Chúa là lúc đó cô đưa hai tay ra và tôi cầu nguyện cho cô ngay lập tức, Chúa chữa lành cho cô. Hết đến ngày hôm nay luôn, không uống một viên thuốc nào đúng không cô ha? Dạ, cảm ơn Chúa, hallelujah. Thật là tuyệt vời, chúng ta hãy vỗ tay ngợi khen Chúa. Điều đó chúng ta thấy rằng là Đức Chúa Trời của chúng ta, ngài thành tín ở trong mọi lời của ngài. Dạ. Và ngài nếu đã sử dụng tôi là người hèn hạ hơn hết ở trong mọi thánh đồ thì ngài vẫn sẽ tiếp tục sử dụng quý vị. Amen. Người trẻ như tôi mà Chúa còn sử dụng thì những người lớn tuổi như quý ông quý bà ở đây, quý cô quý chú ở đây, Chúa sẽ sử dụng quý vị còn nhiều hơn nữa. Bởi vì sao? Tôi là người ít kinh nghiệm hơn quý vị, tôi ít tuổi hơn quý vị mà Chúa còn sử dụng tôi như vậy, chắc chắn Chúa sẽ sử dụng quý vị nhiều hơn. Amen. Dạ, xin Chúa kìa dấy lên tinh thần của sự phục vụ Chúa cho quý mài chè, để chúng ta sẽ tiếp tục hăng hái, chúng ta tiến bước phục vụ Chúa. Và khi chúng ta càng đi với Chúa, chúng ta sẽ thấy được Đức Chúa Trời của chúng ta thật là tốt lành và tuyệt vời. Bởi vì ngài đấng hay làm phép lạ cho chúng ta. Đôi khi Chúa ngài chữa lành, Chúa chúc phước cho người này, Chúa chúc phước cho người kia. Rồi chúng ta cũng nhìn thấy, ôi Chúa ơi sao mà Chúa chúc phước cho người này qua tôi tới của Chúa mà con bây giờ con thiếu thốn quá, con khó khăn quá. Quý mài cho em ơi, sẽ có những lúc mà chúng ta bị cám dỗ như vậy. Nhưng mà hãy nhìn lên Chúa Giêsu, ngài chính là đấng tốt lành. Ngài thấy và biết từ xa mọi nhu cầu của chúng ta, ngài sẽ tiếp trợ cho quý vị. Amen. Đừng vội nao sờn, đừng vội nản lòng quý mài cho em. Cũng có trường hợp đó là chúng ta cầu nguyện mà người ta không hết nữa. Và Kinh Thánh có nói rằng là có một lần kia, một người trong cái đoàn truyền giáo của sứ đồ Phaolô tên là Trô-phim, ông này không biết ăn uống hay là ngủ nghỉ thất thường sao đó, bị ngã bệnh. Và thế là Phaolô nói rằng là Trô-phim đương đau ốm, ta để ở lại Ê-phê-sô. Tôi thắc mắc một điều rằng là ủa tại sao mà Trô-phim bị bệnh như vậy, đau ốm như vậy, mà sứ đồ Phaolô là người đầy ơn và quyền năng không cầu nguyện chữa lành cho Trô-phim, là để cho Trô-phim ở mình ở Ê-phê-sô. Rồi một mình Phaolô lại tiếp tục đi phục vụ Chúa. Thưa quý mài cho em, sẽ có những lúc mà Chúa cho phép cái nan đề nó đến với chúng ta là để có thể dạy dỗ cho cái người đó một cái bài học gì đó mà chúng ta không biết trước được. Đôi khi trong cái rủi nó lại có cái may đó quý mài cho em. Vừa rồi thì có một người chị em mà tôi đang dạy giáo lý, người chị em này mới tin Chúa. Và chồng của người chị em này là một cái người cũng là dạng đại gia ở ngoài Hà Nội. Và chồng của người chị em này quen biết rất là nhiều giám đốc và cũng như là những người đại gia tại Việt Nam. Thình lình cái người chồng bị tai nạn xe trước ngày 12 tháng 5 vừa rồi.
Và bị tai nạn xe như vậy thì cái người chồng này á rất là đau đớn và không thể đi đâu được hết. Quỷ luôn cái chuyến bay về Hà Nội để mà đi đánh gôn với cái ông giám đốc của công ty Hasinco vừa rồi mà chúng ta thấy trên báo á, quý vị, là cái người giám đốc này bị dư tính. Và cái người anh em này bị té xe trước cái ngày mà mình bay về Hà Nội để mà chơi đánh gôn với cái ông giám đốc bị dư tính Covid như vậy. Và khi mà báo chí đăng lên là cái ông này bị dư tính Covid-19, cái người chồng, ồ, cảm ơn trời Phật, cảm ơn trời Phật. Bởi vì nếu mà mình mà không bị tai nạn xe đó là có lẽ là mình đã chơi gôn với cái ông đó và mình sẽ phải bị cách ly. Quý vị thấy không? Trong cái rủi nó có cái may. Đôi khi Chúa Ngài gìn giữ chúng ta qua những cái tai họa để chúng ta không bị mắc phải cái tai vạ lớn hơn. Cho nên chúng ta cứ cảm ơn Chúa để quý mà chị em. Vừa rồi tôi cũng bị té xe do cán chó. Lúc đầu tôi cảm thấy sao mà con phục vụ Chúa mà Chúa không bảo vệ, Chúa không gìn giữ con. Nhưng mà Chúa nói với tôi rằng là như vậy là còn nhẹ đó con. Ta còn có cái chương trình khác để chúc phước cho con sau này mà có thể con không biết. Nhưng mà đến cuối cùng thì con sẽ hiểu và con sẽ biết. Cho nên quý mà chị em ơi, nếu mà có nan đề gì đó mà chúng ta cầu nguyện hoài mà Chúa không nhậm, thậm chí là cái tai họa nó xảy đến với chúng ta, thì chúng ta hãy cứ tiếp tục tin cậy Chúa và biết rằng là Chúa Ngài luôn yêu thương chúng ta. Cho dù chúng ta gặp nan đề hoạn nạn như vậy thì đằng sau cái nan đề đó vẫn có một cái sự tốt lành của Chúa dành cho cuộc đời của mình. Rồi, có thể tâm trí hữu hạn này không hiểu hết được chương trình của Chúa, nhưng mà đến cuối cùng chúng ta sẽ hiểu được. Cảm ơn Chúa. Và điều cuối cùng mà tôi chia sẻ ở đây đó là ơn cầu nguyện chữa lành sẽ được gia tăng khi cơ đốc nhân chúng ta tin lời của Chúa và thực hành theo lời của Ngài. Khi chúng ta trung tín ở trong việc nhỏ, Chúa sẽ cho chúng ta những việc lớn hơn. Ở trong Ma-thi-ơ đoạn 25 câu 21 cho đến câu 23, lời của Chúa nói như vậy. Trên thế giới này cũng có những người mục sư, họ là những người đầy ơn Chúa trong cái chức vụ chữa lành và đuổi quỷ. Nhưng mà có những cái trường hợp là họ phải trải qua một thời gian rất là lâu để họ có thể được đứng ở trong cái chức vụ đó. Mục sư John Wimber chính là người sáng lập của Hội Thánh Vườn Nho. Ông là mục sư trưởng của Thánh Vườn Nho. Và Chúa ban cho ông cái ơn cầu nguyện chữa lành. Trong chức vụ của ông, ông đã nhìn thấy nhiều phép lạ mà Chúa Giêsu đã từng làm trên đất này, như là kẻ đuôi thì thấy, rồi kẻ điếc được nghe, kẻ câm nói được, kẻ què bước đi. Nhưng mà trong những ngày đầu tiên mà khi Wimber bắt đầu chức vụ chữa lành đó, thì ông không cầu nguyện được cho bất cứ một ai được lành hết. Nhưng mà mãi cho đến sau này thì John Wimber được Chúa Ngài sức dầu cho trong chức vụ chữa lành rất là tuyệt vời. Ở trong quyển sách Thần học hiện đại trang 424 ghi lại như sau: John Wimber thường xuyên giảng dạy về sự chữa lành, nhưng hội thánh trải qua nhiều tháng cầu xin sự chữa lành mà chẳng có kết quả. Nhiều người đã bỏ ra đi trong sự chán nản và thất vọng. Nhưng rồi sau đúng 10 tháng, có một phụ nữ được chữa lành, và từ đó sự chữa lành bắt đầu diễn ra một cách liên tục. Thưa quý mài chèm, sau 10 tháng ông mục sư này ông giảng dạy về sự chữa lành liên tục thì bắt đầu có phép lạ bùng nổ ra. Nếu mà cái người tôi tới Chúa này nản lòng sau tháng đầu, hoặc là sau 3 tháng, hoặc là sau 6 tháng mà không thấy phép lạ gì hết, có lẽ ngay cả chúng ta cũng cảm thấy nản, đúng không ạ? Nhưng mà cảm ơn Chúa là cái người này cứ giảng về sự lành, cho dù không thấy phép lạ chữa lành thì vẫn cứ trung tín rao giảng lời của Chúa. Cảm ơn Chúa là đến kỳ Chúa Ngài khiến cho cái làn sóng chữa lành được bùng nổ ra. Người thứ hai đó là tiến sĩ Peter Wagner. Ông là giáo sư chương trình tiến sĩ mục vụ tại Đại chủng viện Fuller, Hoa Kỳ. Ông cũng có kinh nghiệm giống như là mục sư John Wimber trong lúc khởi đầu chức vụ. Nhưng mà sau thời gian dài kiên trì nhẫn nại, đặt tay cầu nguyện cho người bệnh, cuối cùng sau khoảng 2 năm thì tiến sĩ Peter Wagner được Chúa ban cho ơn cầu nguyện chữa bệnh. Và chính ông đã viết ra quyển sách có tựa đề đó là Làm thế nào để có được chức vụ chữa lành trong hội thánh. Và sách này được bán ở tại Việt Nam rất là rộng rãi. Rồi người thứ ba đó là ông bà mục sư Jack và Franz Hunter. Ông bà là tác giả của quyển sách Phương cách chữa lành người bệnh, được phổ biến ở khắp thế giới và cũng như ở tại Việt Nam. Khi bắt đầu chức vụ chữa lành đó, thì họ đã đặt tay và cầu nguyện cho khoảng 10.000 người.
nhưng mà chỉ có 10 người được Chúa chữa lành thôi. Tức là trong 1.000 người thì chỉ có 1 người được Chúa chữa lành. Nhưng mà họ không bỏ cuộc. Sau một thời gian dài, không kết quả, thì Chúa Ngài đã cho họ nhìn thấy được có những người được Chúa chữa lành. Trong những buổi đại hội, trong những buổi truyền giảng lớn, thì hàng ngàn người được Chúa chữa lành qua chức vụ của ông bà. Nhưng mà trước khi được như vậy thì họ đã phải trải qua nhiều năm tháng họ chờ đợi, không thấy phép lạ, không thấy chữa lành gì hết. Nhưng mà họ vẫn không nản lòng, không bỏ cuộc, và họ đã trung tín ở trong những việc nhỏ, và sau đó Chúa Ngài cất nhắc họ lên trong những việc lớn lao hơn. Tôi cũng cầu nguyện xin Chúa Ngài dùng những lời này để khích lệ quý bà chị em. Chúng ta là những người được Chúa kêu gọi ra đi truyền giáo. Chúng ta là những người được Chúa kêu gọi đi phục vụ Chúa. Xin Chúa giúp cho chúng ta luôn nhìn chăm xem Chúa và lời của Ngài. Chúng ta không nhìn vào trong cái giới hạn của bản thân chúng ta, không nhìn vào trong những cái nan đề xung quanh của chúng ta, nhưng mà chúng ta cứ nhìn xem Chúa Giêsu Christ. Ngài là cội rễ và cuối cùng đức tin của chúng ta. Và chúng ta càng đi với Chúa, sức lực càng lớn lên thêm, sức dầu càng nhiều hơn nữa, và ơn thì càng thêm ơn. Cảm ơn Chúa, xin Chúa cái giấy lên trong thánh của Chúa những chiến sĩ quyền năng chữa lành của Chúa. Amen. Và xin Chúa Ngài cho chúng ta, những ai chúng ta đã được kinh nghiệm quyền năng của Chúa rồi, chúng ta sẽ luôn ở trong sự khiêm nhường. Những ai chúng ta chưa được kinh nghiệm phép lạ chữa lành của Chúa, tôi cầu nguyện xin Chúa Ngài cho ngày hôm nay chính là ngày đầu tiên mà quý vị sẽ kinh nghiệm được phép lạ đó trên thân thể của quý vị. Bởi vì Chúa thành tín và Chúa Ngài rất tuyệt vời, thưa quý mà chị em. Mỗi phép lạ chữa lành của Chúa đó đều là những cái lời mà Chúa Ngài muốn nói với chúng ta rằng là Ngài yêu chúng ta rất nhiều. Ngài yêu chúng ta và Ngài muốn chữa lành cho bệnh tật của chúng ta. Amen. Xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta, cho tất cả những ai yêu mến Chúa đang nghe lời của Chúa qua chương trình học lời Chúa online ở đây, thì chúng ta cũng sẽ nhận được phước hạnh của Chúa ngay tại nhà riêng của chúng ta. Bởi vì Đức Chúa Trời của chúng ta không bị giới hạn bởi không gian và thời gian. Ngài chữa lành cho hội thánh của Chúa tại An Tịnh này, thì Ngài cũng sẽ chữa lành cho quý vị, những ai chúng ta đang theo dõi chương trình này từ xa qua mạng lưới internet. Xin Chúa Ngài đến thăm viếng tấm lòng quý vị, và Ngài cũng chữa lành cho tất cả những bệnh tật từ trong tâm hồn cho đến thể xác của quý vị. Amen. Hallelujah. Cảm ơn Chúa. Bởi lăng đoan của Ngài đã chịu mà anh em, chị em được Chúa chữa lành. Cảm ơn Chúa.